chào tất mọi người nhé. Hiện tại là mình đang vào làng Lục Thủy của tỉnh Nam Định các bạn nhé. Đây trước mặt mình đây là nhà quan thám oánh nổi tiếng của tỉnh Nam Định các bạn nhé, thuộc làng Lục Thủy, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định các bạn ơi. Vừa mình vừa đi qua thì thấy khu vực này thì họ khóa cổng này các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại giờ mình đang qua nhà của quan thám oánh các bạn ơi. Khu vực này thì họ đang trồng rau này. Đây các bạn có thể thấy là khu vực này thì ngày xưa mà xây được căn biệt thự này thì rất là giàu có các bạn. Phía ngoài này là cổng này, cổng chính này. Đây các bạn thấy đây là cổng chính này. Trong này thì có những cái nhãn rất là to các bạn này, chim chóc rất là nhiều. Đây là dấu tích kiến trúc thời xưa các bạn nhé. Đây một thời kiến trúc này. Bây giờ thì xung quanh khu vực này thì rất là nhiều nhà cao tầng các bạn ơi. Cổng này, cổng rất là đẹp. Đây là kiến trúc thời Pháp ngày xưa các bạn. Đây như là chuồng chim bồ câu của các bạn này. Đây trên này, cái trên này, cái này, này mình tưởng là cái cổng nhưng cũng là chuồng chim bồ câu luôn các bạn. Đây, phía sau này nữa này. Đây một thời huy hoàng. Bây giờ thì các kiến trúc này thì hoang tàn hết rồi các bạn. Đây có một căn biệt thự rất là khang trang. Đây, phía trước mặt mình kia đó là nhà thờ các bạn nhé. Đường xá thì không có này, um tùm cây cối. Đây là dãy vào đường hành lang này. Bây giờ thì đã đổ nát hết rồi các bạn ơi.
ta vít tường rồi. Đây, kiến trúc ngày xưa họ xây rất là chắc chắn các bạn ơi, bao nhiêu năm rồi. Chỉ có cột kèo các thứ là mục nát. Đây, các bạn có thể thấy khung cảnh này. Đây, ngày xưa mà có một căn biệt thự này ở thì rất là đẹp và nhà rất là giàu mới được các bạn nhé. Đây là bể nước mưa này. Cửa phía bên ngoài này thì họ khóa rồi các bạn ơi. Phía ngoài này thì có những cây nhãn cổ thụ lâu năm các bạn nhé. Đây, những cây nhãn rất là to này. Quần phiên này thì rất là rộng. Căn biệt thự rất là đẹp. Đây. Ở ngoài này, khu vực này thì họ vẫn trồng rau này các bạn ơi. Kiến trúc ngày xưa. Đây, các bạn có thể thấy là kiến trúc ngày xưa họ xây rất là đẹp này. Đi trước thời đại các bạn. Hiện tại thì bây giờ thời đại rồi mà rất là nhiều nhà họ xây kiểu kiến trúc nhà kiểu châu Âu các bạn nhé. Nhà rất là đẹp. Phía khu vực ngoài này là những cây dại rất là nhiều các bạn này, bờ rào này, cây dại này rất là rậm rạp. Đây là từ phía ngoài đường nhìn vào các bạn nhé. Đây, một căn biệt thự rất là lộng lẫy. Từ phía ngoài đường nhìn vào này. Cổng này. Đây, các bạn có thể thấy là phía khu vực trong cái khuôn viên này, trong khu vườn này thì họ trồng rất là nhiều những cây hoa giấy này,
chuối này. Đây, một khuôn viên rất là rộng rãi các bạn ơi. Trong này họ trồng rất là nhiều cây đào. Đây, hiện tại thì đào có rất là nhiều quả này. Phía xa xa kia thì có một cái nhà thờ khá to các bạn ơi.